Honda CRV là cái tên đình đám trong phân khúc crossover hạng C tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Vào năm 2019, Honda CRV đã vượt qua tên tuổi lớn Mazda CX-5 để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Đặc biệt là sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp với cấu hình 5 cộng 2 chỗ ngồi, vào cuối năm 2017 đã nhận được sự chào đón rất lớn từ phía người tiêu dùng. Vào ngày 30 tháng 7 vừa qua Honda CRV 2020 bản nâng cấp đã cập bến Việt Nam, Điểm đặc biệt là mẫu xe hạng C đã quay trở lại lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Như vậy, Honda CRV 2020 cũng sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% phí trước bạ từ chính phủ đến hết năm nay. Tin vui chưa dừng tại đó khi Honda Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ ngày 12 tháng 1 đến 31 tháng 12 dành cho khách hàng mua CRV và hoàn thành thủ tục thanh toán trong thời gian này. Điều này đồng nghĩa với việc khách mua Honda CRV trong thời gian từ nay đến hết năm 2020 sẽ được giảm tới 100% phí trước bạ. Mức ưu đãi này giúp khách hàng mua được xe với giá rẻ hơn, từ 99 triệu lên tới 134 triệu tùy địa phương đăng ký. Hiện tại, Honda CRV 2020 đang phân phối ra thị trường 3 phiên bản với giá khởi điểm từ 998 triệu đến 1 tỷ 118 triệu. Ngoài ra, riêng hai phiên bản cao cấp L và G với màu sơn ngoại thất đỏ cá tính sẽ có giá cao hơn 5 triệu. Trong tháng 9 vừa qua đã có 874 xe Honda CRV đến tay khách hàng Việt. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2020 con số là 5.736 xe. Kết quả cộng dồn giúp Honda CRV đứng thứ 3 trong phân khúc, sau Mazda CX5 bán 6.380 xe và Hyundai Tucson bán 6.682 xe. Honda CRV 2020 sở hữu nhiều cải tiến đột phá về công nghệ, đặc biệt là về mặt an toàn khi sở hữu Honda Sensing, hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến cùng với ưu đãi chính hãng mới honda crv có thể sẽ sớm lật ngược ván cờ và giành được chiến thắng sau cùng khi mùa mua sắm cuối năm sắp bước vào thời điểm cao trào xe cộ